giới chúng ta đang sống đổi thay liên tục, một môi trường kết nối trong hệ sinh thái số. Hãy cập nhật thông tin về tiền mã hóa và công nghệ blockchain để bắt kịp xu hướng thời đại. Skyward TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Xin chào các bạn đang theo dõi Skyward TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Tôi là Hali, sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Và sau đây là một số nội dung đáng chú ý trong ngày 26 tháng 4. Elon Musk chính thức mua lại Twitter với giá 43 tỷ đô la. Animoca Brands tiếp tục mua lại các studio để tạo ra các trò chơi NFT. Nissan và Toyota tiến vào thị trường Metaverse. Bored Ape Yacht Club tiết lộ ngày ra mắt dự án Other Side Meta. Nền tảng Instagram và Discord của Bored Ape Yacht Club bị hack, thiệt hại ước tính 14,3 triệu đô la. Cổng đốt tiền mã hóa Ship Burning Portal chính thức ra mắt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo một thông báo vào rạng sáng ngày hôm nay, Twitter đã chấp nhận lời đề nghị mua lại toàn bộ công ty của Elon Musk với tổng giá trị 43 tỷ đô la. Trước đó vào ngày 14 tháng 4, trong bức thư gửi cho chủ tịch Twitter Brad Taylor, CEO Tesla đã đề nghị mua lại toàn bộ công ty với giá 54,2 đô la trên một cổ phiếu. Được biết, sau khi thỏa thuận hoàn tất, Twitter sẽ trở thành công ty tư nhân nhằm định vị bản thân là một nền tảng chính thống cho tự do ngôn luận. Cổ phiếu Twitter đã tăng gần 6% lên gần 52 đô la vào thứ hai, đồng thời giá của đồng Dogecoin mà Elon Musk yêu thích cũng đã tăng hơn 20% ngay trước khi thương vụ mua bán này được thông báo thành công. Vào tuần trước, nhà sáng lập và chủ tịch điều hành của Animoca Brands, Jack Sew, chia sẻ rằng công ty vẫn chưa hoàn thành việc mua lại các studio để phát hành các trò chơi NFT của riêng mình. Jack Sew tin rằng các trò chơi ứng dụng công nghệ blockchain trong tương lai sẽ hoàn toàn có thể đạt được tiêu chuẩn về chất lượng cao. Ông cũng nói thêm rằng Animoca có thể mở rộng thêm hàng chục thể loại game NFT. Hai thể loại cụ thể mà công ty đang xem xét là game bắn súng góc nhìn thứ nhất, First Person Shooters, và game nhập vai Nhật Bản, Japanese Role Playing Games. Animoca Brands hiện đang là nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi công nghệ blockchain và các công ty khởi nghiệp NFT. Nhưng công ty này cũng phát hành trò chơi NFT của riêng mình, bao gồm các trải nghiệm Metaverse dựa trên nền tảng blockchain Ethereum, The Sandbox. Kể từ đầu năm, Animoca đã tiến hành mua lại các studio phát triển như Eden Games, Devise Entertainment và Grease Monkey Games. Vào ngày 22 tháng 4, hai công ty sản xuất ô tô Nhật Bản là Nissan và Toyota đã công bố việc gia nhập thị trường Metaverse để đem lại trải nghiệm ảo mới cho người dùng, đồng thời tổ chức các sự kiện kỹ thuật số và xây dựng văn phòng ảo dành cho dịch vụ khách hàng. Theo Nikkei Asia, cả hai công ty đều đang tìm cách đổi mới trong thị trường Metaverse bằng cách tổ chức các triển lãm hấp dẫn về ô tô thông qua việc sử dụng thực tế ảo, Virtual Reality. Nissan sẽ tập trung vào việc tạo ra các phòng thực tế ảo cho khách hàng của mình. Ngược lại, Toyota sẽ tập trung vào môi trường làm việc từ xa bằng cách tạo văn phòng cho nhân viên, nơi họ có thể thảo luận về các phát triển kỹ thuật. Mới đây, Yuga Labs, công ty phát hành bộ sưu tập NFT Bored Ape Yacht Club, cuối cùng đã tiết lộ những thông tin mới nhất về dự án Metaverse mang tên Other Side Meta. Trong một bài tweet đăng vào ngày 23 tháng 4, Yuga Labs đã xác nhận rằng dự án Other Side Meta được nhiều người mong đợi sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30 tháng 4. Ngoài ra, tài sản tiền mã hóa gốc của hệ sinh thái BC là ApeCoin đã tăng chóng mặt trước lời đồn đoán rằng dự án mới sẽ cho phép việc mua bán NFT bằng đồng này. Hiện ApeCoin là tiền mã hóa lớn thứ 35 tính theo tổng vốn hóa thị trường và là đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong tuần. Năm nay có lẽ là một năm kinh tế buồn đối với BAYC bởi ngay sau khi nhà phát triển bộ sưu tập NFT này thông báo ra mắt dự án Other Side Meta, hai nền tảng Instagram và Discord của họ đã bị hack. Theo đó, hacker đã lừa người dùng rằng họ đang mở một đợt airdrop và cho phép họ có thể mint được đất đai trong dự án Web3 sắp tới thông qua một liên kết giả mạo trên hai nền tảng này, đồng thời yêu cầu người dùng liên kết với ví điện tử của họ nhằm nắm quyền kiểm soát. Ngay sau đó, nhà phát triển dự án đã cảnh báo cộng đồng xóa tất cả các liên kết đến Instagram khỏi nền tảng của Bored Ape Yacht Club và cố gắng khôi phục tài khoản Instagram đã bị tấn công. Tại thời điểm hiện tại, ước tính có khoảng 24 NFT Bored Apes và 30 NFT Mutant Apes đã bị đánh cắp.
thiệt hại tính theo giá sàn lên đến 13,7 triệu đô la. Các nhà phát triển của Shiba Inu, một loại tiền mã hóa meme hoạt động trên blockchain Ethereum, mới đây đã ra mắt Ship Burning Portal để giúp cộng đồng tiền mã hóa có thể đốt token với mục đích làm giảm nguồn cung lưu hành. Shiba Inu đã thông báo trên website rằng Token Portal được tạo ra nhằm giúp đồng Ship trở nên khan hiếm hơn, cũng như trở thành một trong những tài sản kỹ thuật số tốt nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Ship Burning Portal là kết quả của sự hợp tác giữa Shiba Inu và Realsys Vision, một dự án tài chính phi tập trung, hoạt động trên nền tảng Ethereum nhằm hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Ship. Cho đến nay, 410.000 tỷ Ship đã được đốt, chiếm khoảng 41% tổng nguồn cung token. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục bản tin của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ Skyverse TV. Ngoài ra, nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy để lại comment phía bên dưới hoặc tham gia vào group trao đổi của chúng tôi với link ở phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại! Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.